Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1 tuần 11 vở luyện toán lớp 5 tập 1. Và các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 5 thầy đã quay cho chúng ta đầy đủ chi tiết vở bài tập tập 1, tập 2 của môn toán lớp 5 thì thầy cũng đã quay xong cho chúng ta rồi. Phiếu bài tập cuối tuần từ tuần số 1 cho đến tuần số 35 chúng ta cũng đã có đầy đủ ở trên kênh rồi nhé. Các cái đề kiểm tra giữa học kỳ 1, cuối học kỳ 1, giữa học kỳ 2, cuối học kỳ 2 chúng ta cũng đã có ở trên kênh. Và bây giờ thì mời các em mở sách này ra, trang số 54 để chúng ta cùng vào. Đấy, tiết học của chúng ta sẽ vào cái tiết số 1 nè. Người ta yêu cầu mình đặt tính rồi tính. Đó, vậy thì đây chỉ là gì? Những cái phép tính cộng, phân số rồi trừ gì? Trừ gì? Trừ phân số phải không? 7 cộng số thập phân và gì? Trừ các cái số thập phân thôi, đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nè. 25 nè. Chú ý về số thập phân bao giờ cũng có phần nguyên và phần thập phân, nên chúng ta chú ý để chúng ta đặt cho nó đúng nha. 25,76 cộng với 10, 15 nè. Đó, phần nguyên nó 2 chữ số phải không? Phần thập phân cũng gì? 2 chữ số nè. Được chưa? Đó, vậy thì cái này chúng ta tạm thời bỏ qua dấu phẩy và các em cộng bình thường giống như cộng các chữ số gì? Tự nhiên thôi. 6 cộng 9 bằng 15, viết 5 nhớ 1 nè. 0 này nhớ 1 là 1 này. Vậy thì 7 cộng 1 là 8 nè. 5 cộng 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 1 này nhớ 1 là 2. 2 cộng 2 là 4. Vậy thì dấu phẩy chúng ta sẽ đếm trong các cái số hạng này nè. Thì cái số hạng nào có phần thập phân lớn nhất thì chúng ta sẽ lấy. Đây phần thập phân là mấy? 1, 2. Đây cũng 1, 2. Vậy thì tổng của nó chúng ta cũng sẽ lấy 2 chữ số. Được chưa? Rồi. Tiếp theo. 1, 4, 5. Là phần nguyên 3 chữ số đúng không? Phải 8 nè. Phần thập phân có 1 nè. Cộng với nè. 0,8 nè. Như vậy phần nguyên đây chỉ có mấy? 1 chữ số thôi. Và phần thập phân là 1 chữ số. Đó, chúng ta chú ý nha. Rồi thầy sẽ kẻ luôn hai cái phép tính còn lại bên kia. Rồi. Vậy thì 8 cộng với 8 bằng 10. 16 nè. Viết 6 nhớ 1. 0 này nhớ 1 là 1. Vậy thì 5 cộng 1 là 6 nè. 4 hạ 4 và 1 hạ 1. Vậy thì phần thập phân của từng cái số hạng này nó chỉ có mấy? 1 chữ số, nên tổng của nó cũng sẽ gì? Có 1 chữ số thôi. Rồi, tiếp theo. 96 nè, phải 12. Đây sang phép tính trừ nhá. 96 phải 12 này, trừ 37 phải 95. Đó, phần nguyên là phần thập phân, chú ý nha. Vậy thì chúng ta tạm thời vẫn bỏ qua dấu phẩy, ta tiến hành gì? Trừ. 2 không trừ cho 5, phải lấy 12 trừ 5 bằng 7, viết 7 nhớ gì? Nhớ 1 nè, được chưa? 9 nhớ 1 là 10. Vậy thì 1 trừ đi 0 thì sẽ bằng gì? Bằng 1 nè, viết 1 nhớ gì? 1 nè. 7 này nhớ 1 là 8 nè. 6 không trừ cho 8, 16 trừ 8 bằng 8, viết 8 nhớ 1 nè. 3 nhớ 1 là 4, vậy thì 9 trừ 4 sẽ bằng 5. Được chưa? Vậy thì ta đếm, như vậy thì lớn nhất cũng là 2. Được chưa? Rồi. Tiếp theo. 1 5 7 phải 5. Đấy, phần nguyên 3, phần thập phân chỉ có mấy? 1 nè, trừ 92,74, phần nguyên chỉ có mấy? 2 chữ số nè. Nhưng mà phần thập phân đây mấy? 2 chữ số. Rồi.
Vậy thì bây giờ để trừ được cái này thì phần thập phân đây nó sẽ đương nhiên nó là số mấy đây? Số 0 đúng không? Vậy thì 0 trừ đi 6, tức là 0 không trừ đi 6 phải 10 trừ đi 6. À, 10 trừ đi 4 bằng 6 nè. Viết 6 nhớ 1 nè. 7 này nhớ 1 là 8 nè. 5 không trừ cho 8, 10 5 trừ đi 8 thì bằng 7. Viết 7 nhớ 1. 2 này nhớ 1 là 3. Vậy thì 7 trừ 3 bằng 4 nè. Được chưa? 5 trừ đi 0, tức là 5 trừ đi 10 thì bằng, được chưa này, đây nhá, 7 trừ đi 3 bằng 4, được chưa? 5 không trừ cho 9, 15 trừ đi 9, đúng không? Thì bằng mấy đây? Bằng 6 nè. 1 này chúng ta trả là hết. Vậy thì ở đây chúng ta đếm nè. Số bị trừ chỉ có mấy? 1. Nhưng mà số trừ có 2 thì hiệu của nó sẽ là 2. Được chưa? Đấy, chú ý nha. Rồi, chúng ta đã thực hiện xong bài số 1. Chúng ta sẽ đến bài số 2 là bài toán tìm x. Riêng về toán tìm x thì thầy nói rất là nhiều. Chúng ta phải xác định x đóng vai trò gì trong phép tính, đúng không? Rồi, 176 trừ 176,4 trừ đi x bằng 37,95. Như vậy đây là số bị trừ, số trừ hiệu. Vậy thì x là số gì? Số trừ. Muốn tìm số trừ chúng ta sẽ lấy số gì? Số bị trừ là 176 nè. Phải 4 trừ đi gì? Trừ đi hiệu của nó nè. Là trừ đi 37,95. Được chưa? Đó, chúng ta thực hiện phép tính trừ này ra giấy nháp. 176,4 trừ 37,95 này. Đó. Vậy thì đây là 0 đúng không? 10 trừ 5 thì bằng 5. Viết 5 nhớ mấy? 5 nhớ 1 đúng không? Được chưa? Rồi, tiếp theo. Cái gì nữa các em? 4. Viết 5 nhớ 1 này, vậy thì 9 nhớ 1 là 10 này. Vậy thì 4 trừ đi 10 thì bằng 4 nè. Viết 4 nhớ 1 nè. 6 này này, 7 nè. Nhớ 1 là 8, vậy thì 16 trừ đi 8 thì bằng 8 nè. Viết 8 nhớ 1 này. 3 này nhớ 1 là mấy? Là 4, vậy thì 7 trừ 4 bằng 3. Ta sẽ được kết quả là bao nhiêu? 30 mấy? 38 phải bao nhiêu? 45. Được chưa? Đúng nè. À, có 1 nữa chứ. Đây chúng ta chỉ trả thôi, 1 này không có. Vậy thì 138,45 nhá. Rồi, 138,45. Được chưa? Xong. Ở đây nè, số hạng tổng. Vậy thì muốn tìm số hạng x sẽ lấy tổng của nó 387,64 trừ 205,7. Rồi chúng ta thực hiện phép tính này. Đúng không? 387 nè. 387,64 trừ đi 205,7 nè. 4 này trừ đi 0 thì bằng 4 nè. 16 trừ đi 7 thì bằng mấy? Bằng 9, viết 9 nhớ 1. 5 nhớ 1 là 6, 7 trừ 6 bằng 1, 8 trừ 0 bằng 8, 3 trừ 2 bằng 1. Như vậy sẽ là 181,94. Được chưa? Đó, những cái này thì chúng ta làm rất là đơn giản rồi. Các em có thể dừng video, các em làm sau đó là đối chiếu kết quả với kết quả của thầy thôi. Rồi, câu C. X trừ đi 275,4 bằng 82,5. Vậy thì đây là số gì? Số bị trừ, số trừ hiệu. Vậy thì bây giờ muốn tìm số bị trừ x thì chúng ta sẽ lấy gì? Hiệu của nó 82,4.
5 cộng với gì? Cộng với số trừ 2, 7, 5, 4. Được chưa? Đó, chúng ta thực hiện phép tính gì? Cộng vào. Tám hai phẩy năm cộng hai bảy năm phẩy mấy bốn này, năm cộng bốn là chín này, hai cộng năm là bảy, tám bảy mươi lăm, viết năm nhớ một, hai nhớ một là ba, vậy thì sẽ là 357.9, được chưa? X bằng 357.9, được chưa? Rồi đến câu D nhá. X trừ 64.8 bằng, vậy thì đây lại là gì? Giống y chang câu C đúng không? Số bị trừ, số trừ hiệu, vậy thì x sẽ bằng hiệu là 145.7 nè, cộng với gì? Cộng với số trừ là 64.8, được chưa? Em thực hiện phép tính này ra. 145.7 nè cộng 64.8, 7 8 15, viết 5 nhớ 1, 5 với 4 là 9, nhớ 1 là 10, viết 0 nhớ 1, đúng không? 46 là 10, viết 0 nhớ 1, 1 nhớ 1 là 2. Đó, tức là thầy cộng theo hướng là gì? Nhớ sau. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có là 200.5. Được chưa? Xong nhé. Rồi, đến bài số 3. Thầy yêu cầu mình là tính bằng cái cách nào mà thuận tiện nhất. Vậy thì chúng ta nhìn vào đây. Bao giờ thuận tiện nhất thì chúng ta cũng sẽ nhóm các hạng tử đúng không? Đây, số đầu tiên là có hàng đơn vị của phần thập phân là 5 này. Chúng ta sẽ nhóm với các anh có 5 này, các anh này có 7 thì nhóm với anh 3 này. Đó, thấy chưa? Anh ta sẽ nhóm nhá. Mở ngoặc ra này. 40 15.25. Ta áp dụng tính chất giao hoán của gì? Phép cộng. Trong một tổng khi đổi chỗ các số hạng thì cái tổng này nó không thay đổi. Được chưa? Cộng với 37 nè. Phải 70 15 nè. Cộng nè. Được chưa? Rồi 18 nè. Phải 7 nè. Các em cộng với 24.3. Được chưa? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cộng các cái tổng này với nhau. Các em có thể cộng nhập ở trên này luôn, hoặc là gì đặt phép tính ra thì thầy sẽ đặt phép tính cho một số bạn hơi chậm một chút. 37.75. Được chưa? 5 cộng 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1 này. 2 cộng 7 bằng 9, nhớ 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1. Tức là bây giờ thầy sẽ là cộng trước nhớ sau. Được chưa? 5, 7, 12, viết 2 nhớ 1. Vậy thì đây ta nhớ luôn được. 3 nhớ 1 là 4. Vậy thì 4 cộng 4 là 8. Mấy chữ số? 2 chữ số. Vậy thì 82.00. Thì đây chúng ta viết là mấy? 82 là được, đúng không? Đấy, cộng với nhá. Tổng bên này. 18.7 kem cộng với 24.3. 73 là 10, viết 0 nhớ 1, 4 nhớ 1 là 5, 8 5 13. Đúng không? Viết 3 nhớ 1. 2 này nhớ 1 là 3, vậy thì 1 cộng 3 là 4. Vậy thì đây sẽ là bao nhiêu? 40 mấy? 43.0 thì nó sẽ là 43. Rồi bây giờ chúng ta cộng vào. 2 với 3 bằng 5, 8 với 4 là 10, 12. Được chưa? Được chưa nào? Kiểm tra lại xem nào. 5, 5 là 10, với 0 nhớ 1. 7, 2 là 9 nhớ 1 là 10, với 0 nhớ 1. 5, 7, 12. À, chỗ này phải là 83 nè. 83 nhé, 182 nha, nó không có là các em lại bảo thầy làm sai. Đúng rồi. Hay 83 cộng 43. Vậy thì đây phải là 120 mấy? 126 nha.
Đấy, đây số 6 nhá. Được chưa? Đó, nhiều khi chúng ta phải kiểm tra lại sau khi làm xong. Rồi, nên phép tính tiếp theo. Ở đây nè, trừ nè, cộng nè. Đó, vậy thì để làm được cái bài toán này thì chúng ta phải làm cái gì? Chúng ta lại phải thay đổi số hạng. Đúng không? 82 nè, 18 nè. Đó, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục áp dụng tính chất giao khoán 142,82 nè. Ta cộng với cái anh này đi. Cộng với 74,18 nè. Đó, được bao nhiêu chúng ta sẽ trừ cho 225,63. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta cộng cái tổng này vào sẽ được kết quả là nhiều, 217,00 thì chúng ta sẽ là 217 trừ 25,63. Đó, sau khi xong thì chúng ta sẽ được kết quả là 191,63 thì sẽ là 37. Được chưa? Đấy. Xong bài số 3 nhá. Rồi, ta cùng đến bài số 4 nào. Bài số 4 ta cho nè. Một cái tấm vải dài 49m. Lần thứ nhất thì bán hết 12,5m. Lần thứ hai thì bán là bằng này. Hỏi sau hai lần bán tấm vải còn lại bao nhiêu? Cái này có cần phải tóm tắt gì không các em? Tóm tắt gì không nhỉ? Đây. Như một cái tấm vải đây này, nó dài bằng này. Là 49m này. Đó. Đây người ta bán đi lần thứ nhất này là bao nhiêu? 12,5 này. Lần thứ hai này người ta bán đi này là 17 này. Phải gì? 6 này, vậy thì hỏi còn lại cái chỗ này này là bao nhiêu? Vậy thì muốn biết bao nhiêu chúng ta sẽ tính tổng cái gì? Tổng của hai cái lần mà bán đây này, đúng không? Rồi lấy số này trừ đi nó sẽ ra, đúng không? Đấy, thầy vẽ cái sơ đồ đơn giản như vậy là các em đã có cái hướng đi rồi. Và vậy chúng ta sẽ trả lời luôn nhé. Trả lời luôn cái bài này là số mét vải đã bán, đúng không? Số mét vải đã bán là, tức là chúng ta đã bán sau hai lần đó, được chưa? Là bao nhiêu? Lần thứ nhất 12,5. Lần thứ hai 17,6. Như vậy thì hai lần này đã bán nè, 5, 6, 11 viết 1 nhớ 1, 7 với 3 là 10 viết 0 nhớ 1 nè, đúng không? Đấy, 1 với 2 là 3. Vậy thì đã bán là 30,1 mét. Vậy thì đã bán chỗ này là 30,1 thì bây giờ còn lại được không? Rồi, chúng ta sẽ trả lời. Vậy thì số mét vải còn lại là, được chưa? Đấy, ta sẽ lấy tổng số mét vải là 49 trừ đi số đã bán, được chưa? Thì sẽ còn bao nhiêu? 18 phải mấy nhỉ? Phải 9 đúng không? Mét. Rồi, và đây chính là gì? Đáp số mà chúng ta phải đi tìm. Đáp số 18,9 mét. Được chưa? Xong nhá. Rồi đến bài số 5. Ba cái bao đường cân nặng 250,7. Bao thứ nhất và bao thứ hai. À, tức là thầy sẽ gọi này, bao 1 cộng bao 2 cộng với bao 3 này là bao nhiêu? 250,7 kg. Đúng không? Rồi, bao 1 và, tức là bao thứ hai này, bao thứ hai cộng với bao thứ ba này thì nặng là bao nhiêu? 169,8 này. Đúng không? Bao thứ hai thì nhẹ hơn bao thứ nhất là bao nhiêu? Bao thứ hai thì nhẹ hơn bao thứ nhất là mấy? 5 phải gì?
5,9. Hỏi mỗi một cái bao này nặng bao nhiêu. Vậy thì bây giờ này, từ đây chúng ta đã có cách để chúng ta tìm được bao mấy. Bao mấy đây? Bao thứ nhất này, đúng không? Sẽ bằng cái tổng của ba bao này nè, trừ đi cái gì? Trừ đi số cân nặng của bao 1 và bao 2 và bao 3, đúng không? Là sẽ ra được bao nhất. Tính được bao thứ nhất thì sẽ tính được gì? Bao thứ hai. Tính được bao thứ hai thì sẽ tính được gì? Bao thứ ba thôi, đúng không? Hiểu chưa? Đó, vậy chúng ta sẽ trả lời nhé. Người ta hỏi mỗi bao đường cân nặng là bao nhiêu? Vậy chúng ta sẽ trả lời nè. Bao đường thứ nhất cân nặng là, đúng chưa? Bao đường thứ nhất, bao đường thứ nhất cân nặng là, đấy, chúng ta sẽ lấy tổng của cả ba bao là 250,7 nè, trừ đi số cân nặng của bao thứ nhất và bao thứ gì? Thứ hai, bao thứ hai và bao thứ ba là 169,8, được chưa? Vậy thì khi thực hiện phép tính trừ này chúng ta sẽ được bao nhiêu? 80,9 kg. Vậy thì đây đã được để bao thứ nhất rồi, đúng không? Vậy thì giờ chúng ta cứ tính được bao thứ hai không? Bao thứ hai thì nhẹ hơn bao thứ nhất 5,9, tức là gì? Lấy bao thứ nhất trừ đi gì? 5,9 thôi. Vậy thì bao đường thứ hai cân nặng là, được chưa? Đó. Nó nhẹ hơn thì chúng ta phải lấy bao thứ nhất là 80,9 này, trừ đi cái số nhẹ hơn là bao nhiêu? 5,9. Vậy thì 80,9 trừ 5,9 thì ta sẽ được bao thứ hai là 75 kg. Rồi, vậy thì giờ tính được. Đến đây rồi thì chúng ta có tính được bao thứ ba không? Đây, tổng của hai bao nè. Thì lấy số tổng hai bao thì sẽ ra thôi. Vậy thì bao đường thứ ba cân nặng là, sẽ là tổng của hai bao thứ nhất, thứ hai và thứ ba, 169,8 trừ đi cái bao thứ gì? Bao thứ hai, tức là trừ đi 70,15, được chưa? Đấy, vậy thì sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ là 94,8 kg. Rồi, và đây chúng là đáp số mà chúng ta phải đi tìm. Đáp số nè, bao 1 nè, hay là bao thứ nhất nè, bao nhiêu? 80,9 kg. Rồi, tương tự như vậy thì bao thứ 2 bao nhiêu? 75 kg. Và bao thứ 3, được chưa? Đó, dễ như kiểu là ăn gì. Đó, nhiều em nói bây giờ không thích, thích nói là ăn trứng, không thích nói là ăn để ăn cháo vân vân. Vậy thì giờ thì chúng ta sẽ nói dễ như là ăn kem, đúng không? Vậy thì bao thứ 3 là 94,8 kg, được chưa? Rồi, như vậy thì đến đây chúng ta đã thực hiện xong cái tiết số 1 nhé. Và các em nhớ là đừng quên chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình nha. Bye bye.